Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam tăng cường kiểm soát mạng xã hội. Ngày 8 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tính răng đe trong xử phạt những người bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói trước quốc hội về sự cần thiết xử phạt những người bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội mà ông cho là có tính bôi nhọ, bôi xấu. Trong khi đó AFA cho biết Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng hôm 7 tháng 11 nói trước Quốc hội rằng bộ phim Đất rừng Phương Nam đang gây tranh cãi nhiều tuần qua ở Việt Nam không vi phạm pháp luật điện ảnh. Ông cho rằng những dư luận chưa chuẩn xác về phim cần phải được xem xét tính toán để xử lý theo quy định. Bộ phim Đất rừng Phương Nam nhận được nhiều ý kiến trái chiều cả khen và chê, trong đó có nhiều phê phán nhiều người cho rằng bộ phim phản ánh sai lệch lịch sử và bị tàu hóa. Hình ảnh bản tin ngày 8 tháng 11 trên AFI. Phát biểu tại Quốc hội hôm 8 tháng 11, ông Nguyễn Văn Hùng làm rõ thêm việc ý kiến khen chê khác nhau là bình thường, nhưng chúng ta không thể chấp nhận thối trịch thượng phán xét, bồi nhọ, bồi xấu. Người Việt có câu: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. AFA dẫn khẳng định của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng Bộ Thông tin Truyền thông cũng phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm, xử lý hình sự một số vụ việc mang tính trọng tâm để răng đe. Theo AFA liên quan đến tỷ lệ các thông tin xấu độc, người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của Việt Nam cho biết năm 2018 tỷ lệ các thông tin xấu độc về lãnh đạo chủ chốt có những lúc chiếm 70%, nhưng đến giờ tỷ lệ đó rất thấp, chỉ khoảng 1%. Trước đó 4 ngày, một bản tin khác của AFA cho hay Bộ Thông tin Truyền thông sắp đưa ra quy định bắt gỡ bỏ tin đọc trong vòng 3 giờ. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thông tin này tại Quốc hội hôm 4 tháng 11. AFA dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng nói tin sai sự thật trên mạng nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ lan rộng. Vì vậy, ông nói Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị thời gian gỡ bỏ các thông tin này thành 24 giờ thay vì 48 giờ như hiện nay. Ông Hùng cũng đề nghị việc nâng mức phạt hành chính gấp 3 lần mức hiện tại. Đối với những trường hợp đưa tin sai sự thật, ông Hùng nói rằng mức phạt của Việt Nam hiện tại chỉ bằng 1 phần 10 so với mức phạt của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hình ảnh bản tin ngày 4 tháng 11 trên AFA. Những trường hợp có nội dung bị cho là gây nguy hại cho an ninh quốc gia sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức. Cũng trong phiên họp Quốc hội vào ngày 4 tháng 11, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói trong năm 2023, Việt Nam sẽ hoàn tất xử lý tình trạng báo hóa từ mà giới chức Việt Nam thường dùng gần đây để gọi các trang mạng xã hội đưa tin khiến người xem tưởng nhầm là trang của báo. Ấy à, vậy cho biết thêm, hồi đầu tháng 10, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, bộ này đã xác định được khoảng 30 cơ quan báo chí cho là có dấu hiệu báo hóa tạp chí tư nhân hóa báo chí chính phủ việt nam đang chuẩn bị một luật nhằm hạn chế đưa tin tức lên mạng xã hội vì những lo ngại mà chính phủ việt nam gọi là báo hóa mạng xã hội luật mới này nhằm đặt cơ sở pháp lý cho biện pháp kiểm soát và truyền đi tin tức trên các nền tảng như facebook hay youtube cũng như buộc thêm trách nhiệm điều tiết cho các nhà cung cấp cơ quan chức năng có thể yêu cầu các công ty mạng xã hội cấm các tài khoản vi phạm theo luật việt nam Việt Nam thường bị quốc tế lên án về chính sách đàn áp quyền tự do bày tỏ ý kiến trên mạng. Luật an ninh mạng của Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2019, bị đánh giá là công cụ để đàn áp người dân lên tiếng trên mạng xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin: Việt Nam tăng cường kiểm soát mạng xã hội. Đấu tố Thành Bưởi trở lại cách hành xử mang rợ thời cải cách ruộng đất. Ngày 6 tháng 11 báo Tiếng Dân có bài Thành Bưởi và đấu tố kiểu cải cách ruộng đất của nhà báo Nguyễn Thông. Theo tác giả, điều cần khẳng định ngay từ đầu, Thành Bưởi là công ty tư nhân, một doanh nghiệp hàng đầu về giao thông, nhất là vận chuyển hành khách ở miền Nam trong vòng hơn 20 năm trở lại đây. Nói không quá, Thành Bưởi là đại gia vận chuyển nhiều công ty nhà nước về quy mô hoạt động, sự phục vụ hành khách, việc đáp ứng nhu cầu của cuộc sống phải sách dép cho họ. Tác giả cho biết, hồi những thập niên 10 thế kỷ 21 này, khi phương trang thuận thảo, cút tụng, cút tư, còn khiêm tốn, thậm chí chưa là gì, thì cái tên Thành Bưởi đã nổi như cồn. Những người thường xuyên đi lại trên tuyến Sài Gòn-Đà Lạt chắc hẳn có nhiều kỷ niệm khó quên với Thành Bưởi, bởi nếu không có nó thì những nhà xe lạc vặt cả công lẫn tư sẽ hành mình không biết đến bao giờ. Hình ảnh bài trên báo Tiến Dân, tác giả nhận xét khá nhiều tờ báo in có tòa soạn tại Sài Gòn muốn phát hành sớm tới Tây Bạn đọc kịp giờ ăn sáng uống cà phê ở các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đã được Thanh Bưởi hợp đồng giúp đỡ nhiệt tình vận chuyển. Chỉ có điều sau khi báo đã đủ lòng đủ cánh in tại chỗ không cần lụy Thanh Bưởi nữa không xin được quảng cáo nữa lúc bạn bưởi bị nạn thì quay ngoắt bởi lòng tìm vết đánh thành bưởi tới tấp chẳng hạn thống kê trong một tháng có bao nhiêu vụ chạy quá tốc độ tác giả dẫn cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 4 tháng 11 tại đó ông Sô phát ngôn Bộ Công an và ông Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi Bộ Tài chính người nói thành bưởi có dấu hiệu trốn thuế người thì hé lộ đã có nhiều tố giác tội phạm liên quan tới thành bưởi vân vân quyền trong tay nhà chức trách nói gì làm gì chả được chỉ cần đúng pháp luật tác giả cho rằng thành bưởi là một doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật và nhu cầu của cuộc sống phục vụ người dân theo thỏa thuận về dịch vụ giá cả nếu làm không tốt thì khách sẽ tẩy chay nếu vi phạm pháp luật thì cứ chiếu theo pháp luật mà trừng trị những vụ việc con người cụ thể không nên vơ đũa cả nắm xử theo kiểu tước giấy phép bắt ngưng hoạt động đóng cửa một doanh nghiệp dù là một ngày hay một tháng, nói chi đến ba tháng. Hình ảnh trụ sở thành bưởi bị công an khám xét. Tác giả bình luận các nhà chức việc, quan quyền, phát ngôn, các cơ quan báo chí ăn theo, không phải không biết đằng sau những cái gọi là vi phạm ấy có cả nghìn người lao động chân chính sống nhờ vào công việc làm ăn ổn định ở thành bưởi. Rất nhiều gia đình trông chờ vào nguồn thu nhập từ thành bưởi và không thể tính đếm được những người dân có nhu cầu đi lại trên những tuyến đường mà Thành Bưởi đã hoạt động chuyên chở lâu nay. Tước giấy phép hoạt động của Thành Bưởi 3 tháng, đầu chỉ liên quan tới cái tên Thành Bưởi. Thành Bưởi nếu vi phạm pháp luật thì cũng như nhiều doanh nghiệp sai phạm khác như FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Tân Hiệp Phát. Đương sự nào phạm tội cứ chiếu theo luật mà xử lý, bắt giam Trịnh Văn Quyết không có nghĩa là phải đóng cửa FLC, Bamboo, truy diệt tới cùng doanh nghiệp đẩy hàng nghìn hàng vạn lao động ra được máy bay của bamboo vẫn được bay tại sao buộc mấy trăm chiếc xe khách hiện đại của thành bưởi trùm mền 3 tháng trong khi người dân đi lại còn khó khăn vất vả tác giả nhận định chấn chỉnh thành bưởi là việc cần thiết để không còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông những gian dối vi phạm như vừa rồi và không chỉ hãng xe này tất cả các hãng xe khác cũng cần bị soi ai dám cầm đoàn các hãng xe khác không vi phạm có khi chỉ là chưa lộ ra mà thôi. Tác giả so sánh việc đấu tố thời cải cách ruộng đất thập niên 1950 với phát ngôn của ông Xô, so, ông Chi về thành bưởi, nó nà ná nhau. Vì có quyền thì có luật, nói gì làm gì cũng được, bắt người khác phải theo, không ai dám chê là sai. Tác giả cảm thán đã hơn nửa thế kỷ rồi, các vị nay đừng dẫm vào vết đấu tố gây bao nhiêu hệ lụy bắt dân phải gánh chịu như thời mang rợ nữa quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin đấu tố thành bưởi trở lại cách hành xử mang rợ thời cải cách ruộng đất quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm đê